xin chào các bạn đã quay trở lại kênh youtube Lý việt Kim của mình thì trong video các bạn thì mình giới thiệu cho các bạn một cái sàn của việt nam các bạn cái sàn này nó có trên bi browser rồi các bạn sàn này các bạn có thể đổi bi ra thành fiat nha thì mình giới thiệu cho các bạn để tham khảo thôi nhé để sau này các bạn à, có thể tìm hiểu còn cái việc nó như thế nào thì thật sự ra à, nó cũng mới thôi các bạn ha rồi bây giờ các bạn hãy đi vào B browser các bạn Rồi bây giờ các bạn hãy trên cái khâu khanh tìm kiếm này nè các bạn gõ giúp cho mình là Google đi đó sau đó các bạn enter nha chúng ta đi vào Google chúng ta sợt ra cái sàn này rồi các bạn đợi một chút xíu nha để cho nó chuyển sang google.com các bạn nha rồi trên Google các bạn chọn cái dòng đầu tiên này đó nó ra là google.com.vn đó Rồi các bạn gõ vào cho mình là bi coi dead các bạn. Đó các bạn enter nha. Rồi các bạn sẽ thấy là bicoi.net nè. Ha. Cái này mình giới thiệu cho các bạn để tham khảo rồi nhé. Đó bitcoin net, .net nha. Rồi các bạn chọn Việt Nam. Nhìn nó là hơi hơi lắc một chút các bạn nha, các bạn thông cảm một chờ xíu để coi tiếng Anh coi sao. Nói chung cũng vậy luôn. Việt Nam. Rồi đó. Sàn phi tập trung bi. Giá bạn mua là 68,84 USD và giá bạn bán là 67,49 USD. Bitcoin.net không yêu cầu nhập cụm mật khẩu 24 từ bằng tiếng Anh. Hãy cẩn thận với các trang web lừa đảo. Rồi. Mua bán nhỏ lẻ tại tiệm bạn bán bi, ví dụ số bi muốn bán là 100 đi. Ví dụ các bạn nha. Rồi mã out thi luôn. À, số tiền mà nhận là 6.749 đô các bạn khủng quá. À, rồi mã out thi tức là các bạn sử dụng là Google Chính xác thực Google đó các bạn ha rồi kênh thanh toán rồi email tài khoản tên tài khoản à, rồi chỉ chi phí vân vân đó rồi tiếp tục rồi sáu lưu ý cần hiểu kỹ khi giao dịch tại tiệm nè một cách thức hoạt động mã Authy Google được vận hành thông qua app Google Authentication nó giống như mã OTP ngân hàng gửi qua SMS tin nhắn thoại các tài khoản Bitcoin Debt đăng ký từ ngày 16 tháng 4 2022 trở đi thì mã QR code dùng để quét tạo tài khoản authentication được gửi về email kích hoạt tài khoản Bicoidex. Các tài khoản cũ trước đó nếu bị mất tài khoản authentication hay muốn cài đặt lại trên thiết bị mới thì liên hệ admin ở menu tab liên hệ trên web site sangbinetwork.com để được gửi lại mã QR code. Hai cây xe level 0 đến level 2 bạn chỉ được giao dịch tối đa một lần trong ngày. Nếu spam hệ thống sẽ khóa tài khoản của bạn từ level 3 trở lên bạn được giao dịch không giới hạn số lần trong ngày. 3. Không được liên tục spam đăng ký mua bán bi tại tiệm tạo lệnh nạp bôi kích nạp bôi nhưng không chuyển fiat hoặc bi thì tài khoản của bạn sẽ bị hệ thống khóa. Tất cả các giao dịch của bạn sẽ bị treo lại. 4. Giao dịch ngoài ngân hàng MBBank sẽ không được hỗ trợ vào thứ Bảy Chủ nhật lễ Tết năm Bạn có 15 phút để chuyển bi hoặc USDT hoặc USD đến hệ thống khóa giữ và chờ xử lý đơn hàng hoàn thành tối đa trong 8 giờ. 6. Giá bi biến động liên tục theo thị trường. Trong khi chờ đợi blockchain xác nhận, hệ thống sẽ tính giá bi theo trung bình cộng của tất cả các điểm giao dịch trên thế giới chợ cộng đồng B, B2B. Đó, năm lưu ý cần hiểu kỹ khi giao dịch tại chợ B2B một phí đăng tin là không 0,5% nhân cho 0,5 nhân cho số tiền tối đa cộng tối thiểu bạn cũng có thể nạp bôi thanh toán phí để tin được duyệt ngay và không cần chờ hai tin của bạn sẽ hiển thị trong 24 giờ tính từ lúc chờ duyệt và sẽ hoàn lại phí đăng tin nếu không có ai giao dịch với tin đăng có của bạn nói chung là các bạn tham khảo thêm đó thì à, à, mình giới thiệu cho các bạn này các bạn tham khảo nha chứ không phải là để giao dịch trên đây đâu bởi vì à, là chúng ta cũng cần phải à, kiểm nghiệm lâu dài nữa mới biết được là nó uy tín hay không tuy nhiên là chúng ta cần có một sự tập trung trước thấy trước ha rồi thì hy vọng của thông tin này mặc dù cũng chỉ là tham khảo nhưng mà hy vọng nó cũng cũng tốt cho cho các bạn theo dõi ha còn sau này á thì khi nào mà thực sự á nó cái sàn nào mà uy tín và tốt nhất thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn trên kênh youtube còn bây giờ chúng ta cứ tham khảo đã nha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu như các bạn chưa đăng ký bi thì các bạn hãy đi vào mô tả video đăng ký các bạn mãi giới thiệu của mình vẫn là picasso trên màn hình và nhớ bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube các bạn sau đó chọn cái chuông bên phải các bạn Sa để chi cho các bạn để khi mà mình có những thông tin mới nhất và hot nhất và à, quan trọng nhất thì mình sẽ à, cung cấp cho các bạn để các bạn nắm được các bạn nha rồi xin chào và hẹn các bạn lại lần sau